Tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến dự chương trình giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với tên gọi Hồ Chí Minh Hành trình Khát vọng năm 2021 do Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức. Cùng dự có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tổ chức Trung ương, các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, trưởng Ban dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Chương trình giao lưu Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng năm 2021 là chương trình giao lưu thường niên để tôn vinh, cổ vũ các tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua chương trình, tiếp tục tuyên truyền những nội dung cốt lõi, khẳng định giá trị, ý nghĩa thời đại của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng hiện nay. Vượt lên những khó khăn chưa từng có trong tiền lệ do tác động của đại dịch COVID-19, mỗi tập thể cá nhân trong chương trình đem đến một câu chuyện tiêu biểu về nỗ lực vượt khó, tinh thần cống chương trình được thực hiện ngay sau hội nghị văn hóa toàn quốc và bằng những con người cụ thể, việc làm cụ thể góp phần minh họa sâu sắc thêm tinh thần văn hóa Việt Nam, văn hóa Hồ Chí Minh, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, xây dựng văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.